Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong việc kinh doanh, hợp tác làm ăn buôn bán thì việc xem tuổi làm ăn là vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu bạn lựa chọn được người có tuổi làm ăn hợp với mình sẽ giúp cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông, suôn sẻ và vượt qua được nhiều khó khăn, trắc trở. Ngược lại, nếu bạn kết hợp với những người không hợp tuổi làm ăn, buôn bán, có thể sẽ khiến việc kinh doanh luôn gặp phải khó khăn. Chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ danh sách những tuổi phù hợp nhất có thể hợp tác làm ăn của 12 con giáp. Bởi khi những lúc hợp tác với nhau thì công việc và tài lộc đều vượng phát không ngừng, khó khăn đâu không thấy, chỉ thấy tiền về đầy tay. Vậy để biết thêm chi tiết về vấn đề này, quý vị và các bạn cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Tý. Người tuổi Tý hợp tài với các tuổi Sửu, Thân, Thìn. Thứ nhất, tuổi Thân. Xem tuổi hợp làm ăn, người tuổi Thân và người tuổi Tý có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng, hai tuổi này ở cạnh nhau một cách khá cực đoan. Ví như, Chu Du đánh hoàng cái, một người đồng ý đánh, một người tình nguyện chịu. Trong mối quan hệ này, người tuổi Tý luôn ở bên bị động, luôn phải chịu thiệt thòi. Nếu hai người hợp tác trong công việc, người tuổi Tý cần phải độc lập, không nên tôn sùng người tuổi Thân một cách mù quáng. Còn trong hôn nhân, hai người này lại giống như một cặp trời sinh, hôn nhân của họ sẽ dài lâu và hạnh phúc. Thứ hai, tuổi Thìn. Người tuổi Tý và người tuổi Thìn có thể giữ được mối quan hệ hữu nghị, trở thành những người bạn tốt của nhau. Hai tuổi này có một sự ăn ý ngầm với nhau. Sự ăn ý này sẽ khiến cho kết quả hợp tác của họ vô cùng lý tưởng. Thứ ba, tuổi Sửu. Theo tử vi, hai người này ở cạnh nhau có thể khiến cho vận trình của cả đôi bên đều có lợi. Người tuổi Tý và người tuổi Sửu tuy không nói nhiều với nhau, nhưng tính cách của người tuổi Sửu là trung hậu, thật thà, chăm chỉ, dũng cảm, mà người tuổi Tý thường khá khéo léo, linh hoạt. Thế nên hai người này làm ăn với nhau sẽ có tác dụng bổ trợ, khiến hai tuổi này hợp tác với nhau rất phù hợp. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu hợp làm ăn nhất với tuổi Tý, mọi phương diện đều tốt đẹp, sau đó là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Với tuổi Tý, hai tuổi này không những có thể hòa hợp với nhau mà còn rất dễ sản sinh ra sự ăn ý, quan hệ giữa hai người tương đối ổn định, tư tưởng và quan niệm cũng không khác biệt quá nhiều, có thể dễ dàng thống nhất quan điểm và ý kiến, cực kỳ thích hợp xây dựng quan hệ hợp tác trong công việc với nhau. Hai tuổi này có thể tương hỗ, bổ sung cùng làm việc. Trên phương diện hôn nhân, đôi bên có thể hòa hảo, hạnh phúc. Tuổi Dậu. Người tam hợp luôn luôn có thể giúp nhau tăng cường sức mạnh. Tuy rằng trong mối quan hệ này, người tuổi Sửu không quá thích liên hệ với người tuổi Dậu, hai người không có quá nhiều tình cảm. Nhưng không thể phủ nhận, hai tuổi này hợp tác với nhau có thể giúp người tuổi Sửu đạt được lợi ích nhất định. Tuổi Dần. Người tuổi Dần hợp nhất với người tuổi Hợi, sau đó là tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Tốt nhất là không nên hợp tác với người tuổi Thân và tuổi Tỵ. Thứ nhất, tuổi Tuất. Hai tuổi này có quan hệ khá nhiệt tình, hợp nhau trong hợp tác và đầu tư, có thể đặt ra được cùng một phương hướng và mục tiêu, có thể vừa làm đối tượng làm ăn, vừa làm bạn. Trong hôn nhân, tuổi Dần và tuổi Tuất có mối quan hệ hoàn hảo, hai người tôn trọng lẫn nhau. Thứ hai, tuổi Hợi. Trong 12 con giáp, quan hệ hợp tác giữa người tuổi Dần và người tuổi Hợi rất ổn định, rất ít khi xảy ra bất ổn, hai người có thể giữ vững cùng một quan điểm. Đặc biệt là trong hợp tác đầu tư và hợp tác nhóm, hai người đều vô cùng hài hòa, là một cặp hợp tác rất ăn ý. Trong hôn nhân, người tuổi Dần và tuổi Hợi có thể cổ vũ lẫn nhau, sống với nhau đến trọn đời. Tuổi Mão. Khi xem tuổi hợp làm ăn, tử vi cho thấy tuổi Mão hợp làm ăn nhất với người tuổi Tuất, sau đó là Hợi.
không nên hợp tác với người tuổi Dậu, Tý và Thìn. Thứ nhất, tuổi Tuất. Hai tuổi này có thể làm bạn với nhau, người tuổi Tuất là quý nhân của người tuổi Mão. Khi vấn đề phát sinh, người tuổi Mão có thể nhận được thái độ khoan dung, thấu hiểu của người tuổi Tuất. Trong đời sống, người tuổi này cũng thừa nhận được sự giúp đỡ từ tuổi Tuất. Trong mối quan hệ hợp tác, hai người dám nghĩ, dám làm hậu phương vững chắc của nhau. Thứ hai, tuổi Hợi. Hai người này thường đối xử với nhau thật lòng, thật dạ. Cho dù trong cuộc sống, người tuổi Mão và người tuổi Hợi có xảy ra chút ít tranh cãi, nhưng hai người sẽ nhanh chóng hòa hảo như lúc ban đầu. Trong hôn nhân, hai tuổi này là một đôi hạnh phúc, có thể giúp nhau cùng đạt được lợi ích. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn thích hợp làm ăn với người tuổi Tý và tuổi Thân, tránh hợp tác với người tuổi Tuất và tuổi Mão. Thứ nhất, tuổi Thân. Người tuổi Thìn và người tuổi Thân có mối quan hệ song phương lợi dụng nhau ở mức vừa phải, không quá cực đoan. Nhưng dù như thế, hai tuổi này vẫn nên đối xử chân thành với nhau thì sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Cặp đôi Thìn và Thân cũng nằm trong danh sách những con giáp hễ lấy nhau là tiền chất như núi, bất kể trước đó nghèo khó ra sao. Thứ hai, tuổi Tý. Hai tuổi này hợp tác với nhau rất vui vẻ, họ đều giỏi về chi tiêu tiết kiệm, quản lý tài sản. Người tuổi Thìn có ý chí mạnh mẽ, còn người tuổi Tý thường linh hoạt, mẫn tiệp, giỏi về giao tiếp. Hai người này sống chết có nhau, đặc biệt là trong hôn nhân, hai tuổi này cực kỳ phù hợp. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ thích hợp xây dựng quan hệ với người tuổi Thân, tuổi Dậu, tránh hợp tác với những người tuổi Hợi và Dần, bởi hai tuổi này tương xung, tương khắc. Thứ nhất, tuổi Thân. Hai tuổi này có thể có được mối quan hệ hợp tác rất tốt, nhưng khó có được mối quan hệ sâu sắc. Trong công việc, hai người đều làm hết sức, hết lòng, cùng nhau hoàn thành công việc được giao. Nhưng một khi đã hoàn thành công việc, hai người sẽ lập tức tách ra, trở về với thế giới riêng của mỗi người. Thứ hai, tuổi Dậu. Người tuổi Tỵ và người tuổi Dậu có thể trở thành những người bạn rất tốt với nhau. Hai người có rất nhiều đề tài nói chuyện chung. Hơn nữa, có nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý. Nếu hai người này làm việc trong cùng một công ty, sau khi tan làm, họ có thể nói chuyện trên trời, dưới bể, không muốn ra về. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thích hợp hợp tác với các tuổi Mùi, Tuất, tránh hợp tác với tuổi Sửu và đặc biệt là tuổi Tý. Thứ nhất, tuổi Tuất. Hai tuổi này rất dễ thống nhất quan điểm với nhau, từ chuyện gia đình đến chuyện nhà nước. Hai người rất thích tranh cãi, thảo luận, những việc này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai. Họ sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau, với tình bạn vô cùng bền chặt, khiến người ngoài ngưỡng mộ. Thứ hai, tuổi Mùi. Tuổi Ngọ và tuổi Mùi tương hợp, hai người thường trở thành bạn tốt của nhau. Người cầm tinh con ngựa tính tình hoạt bát, năng nổ, còn người tuổi Dê trầm tính, dịu dàng hơn. Tuy tính cách hai người có khác nhau, nhưng nếu ở bên cạnh nhau sẽ sản sinh ra một bầu không khí rất lãng mạn. Đặc biệt là cuộc sống sau hôn nhân, người tuổi Mùi sẽ trở thành một người vợ hiền của người tuổi Ngọ. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi thích hợp làm ăn với những người tuổi Ngọ, Hợi, tránh xây dựng quan hệ với người tuổi Sửu, Tuất và Tý. Thứ nhất, tuổi Hợi. Trong đời sống hàng ngày, người tuổi Mùi và người tuổi Hợi là bạn tốt của nhau. Người tuổi Hợi rất thấu hiểu suy nghĩ của người tuổi Mùi, dù rất giỏi quan sát hướng đi của họ. Tuy tính cách của người tuổi Mùi đôi khi có chút mâu thuẫn, nhưng người tuổi Hợi có thể thấu hiểu và thông cảm. Tất nhiên, người tuổi Hợi cũng có lúc không khâm phục đối phương trên phương diện thẩm mỹ quan. Thứ ba, tuổi Ngọ. Hai người này ở cạnh nhau thường sản sinh ra bầu không khí rất thoải mái và lãng mạn. Giá trị quan của hai người thông thường rất phù hợp. Suy nghĩ của cả hai người thường trùng với nhau một cách bất ngờ. Họ có thể xây dựng tình hữu nghị khá sâu sắc, khiến người ta ao ước. Tuổi Thân. Xem tuổi hợp làm ăn, người tuổi Thân hợp tài với người tuổi Tỵ, Tý và Thìn, không hợp với người tuổi Dần và tuổi Hợi. Thứ nhất, tuổi Tỵ. Tuy hai người này không thể trở thành những người bạn thực sự của nhau, không có được tình bạn mà cả đôi bên đều mong muốn, nhưng hai người này sẽ trở thành đối tượng hợp tác rất phù hợp. Nếu cả hai có thể có cùng một mục tiêu, họ sẽ cùng nhau nỗ lực để đạt được nó, đến khi thành công mới thôi. Thứ hai, tuổi Tý. Khi hai tuổi này xây dựng quan hệ, người tuổi Thân thường ở thế chủ động, còn người tuổi Tý ở thế bị động. Người tuổi Tý thường chịu thiệt thòi.
Nhưng nếu hai bên trở thành vợ chồng, họ sẽ là một cặp đôi vợ chồng, xứng đôi, một kẻ yếu, một kẻ mạnh. Thứ ba, tuổi Thìn. Hai tuổi này có quan hệ lợi ích với nhau, hai bên cùng lợi dụng nhau nhưng không đến mức cực đoan. Nhưng tốt nhất, cả hai vẫn nên đối xử thật lòng với nhau. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu thích hợp xây dựng quan hệ đầu tư làm ăn với tuổi Tỵ và người tuổi Sửu. Thứ nhất, tuổi Tỵ. Theo tử vi 12 con giáp, cặp đôi này có nhiều đề tài nói chuyện chung với nhau, thích pha trò, cười đùa với nhau. Cho dù là lúc rảnh rỗi hay bận rộn, họ vẫn có nhiều chuyện muốn nói. Từ nhỏ đến lớn, trên trời dưới bể, dù lúc chia tay, vẫn còn lưu luyến. Thứ hai, tuổi Sửu. Tuy rằng hai tuổi này không quá ăn ý, nhưng dù ở trên phương diện công việc hay đời sống, hai người đều rất thực tế, cố gắng làm việc. Hai người này có thể xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, ỷ lại lẫn nhau, trở thành một đôi bạn thân thiết không rời. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất hợp tài với tuổi Dần, Mão, Ngọ, không hợp với người tuổi Thìn, Sửu và Dậu. Thứ nhất, tuổi Mão. Người tuổi Tuất thường khá trung hậu, thành thật, còn người tuổi Mão thì năng động, lạc quan. Hai người có thể bổ sung cho nhau. Tuất dám nghĩ, dám làm, rất cần có Mão bổ sung và thuyết phục. Khi gặp khó khăn, người tuổi Mão thường thấu hiểu người tuổi Tuất. Hai người có mối quan hệ rất bình ổn, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Dần. Hai tuổi này ở cạnh nhau thường đem đến cho nhau những cảm xúc tích cực. Người tuổi Hổ năng nổ, còn người tuổi Tuất chăm chỉ, thật thà. Hai người rất dễ trở thành bạn tri giao, tri kỷ. Cho dù đối mặt với khó khăn gì, họ cũng sẽ cùng nhau sát vai, chiến đấu. Không ai nghĩ tới việc bỏ rơi đối phương. Thứ ba, tuổi Ngọ. Hai con giáp này thường có chung tư tưởng và quan niệm. Cả hai có rất nhiều điểm tương đồng. Họ thích tranh luận trong hòa bình, không ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên. Họ thường có thể trở thành bạn bè tốt của nhau. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi có nhiều nét tương đồng trong tính cách với người tuổi Mùi và tuổi Mão. Thứ nhất, tuổi Dần. Hai người này có thể trở thành bạn bình thường của nhau, tuy không phải mối quan hệ sống chết có nhau, nhưng cả hai vô cùng hòa hợp. Người tuổi Dần thường khâm phục thái độ lạc quan và sự thông minh của người tuổi Hợi. Còn người tuổi Hợi cũng khâm phục ý chí không chịu nhượng bộ của người tuổi Dần. Họ có thể thúc đẩy nhau cùng tiến bộ. Thứ hai, tuổi Mùi. Người tuổi Mùi thường thúc đẩy người tuổi Hợi phát triển. Khi ở cạnh nhau, người tuổi Mùi có thể cho người tuổi Hợi động lực. Tuy rằng trên lĩnh vực thẩm mỹ quan, hai người không hẳn đồng ý với nhau. Thứ ba, tuổi Mão. Người tuổi Mão thường có khả năng chọc cười người tuổi Hợi, còn người tuổi Hợi có thể khiến người tuổi Mão cảm thấy áp lực bởi lòng hiếu thắng của họ khiến tuổi Mão thấy bất an. Hai con giáp này có thể sống chung hòa bình, ít có mâu thuẫn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.